RubyTV.com Super Artify giá rẻ tự động y tính. 2000 Artify giá rẻ cực kỳ xịn sò. Những event vòng quay cực kỳ hấp dẫn. À mà đáng é mà muốn có bồ thì vào vòng quay của em mà quay nhanh để có bồ. Mà bồ như thế nào thì em không biết. Chỉ có tại shop RubyTV.com. À mà các bạn có thể quay chúng được chủ shop đó chính là tôi đây. Còn chờ gì hãy đến với shop RubyTV.com. Ok các bạn ơi, thì đây là một video của mình đã khá là lâu rồi mà hôm nay mình mới có dịp và mình đăng lại. Chứ không phải là bây giờ đang dịch mà mình đi chơi nha các bạn ơi. Đây là video khá là lâu của mình từ 1 đến 2 tháng trước rồi nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Ok, hello anh em, thì lại là mình đây. Và hôm nay mình sẽ quyết định đi chơi cùng với người bạn của mình đó. Hôm nay mình mặc một set đồ đen cực kỳ là quành tráng, cái gương hơi dơ các ông ạ. À. Trời ơi, ây da, hôm nay mình sẽ đi chơi cùng với bạn mình mà cái mặt mình bây giờ nó hơi bị mụn các bạn ạ. À. Đó, đây là cái set đồ mình đi ngày hôm nay, cực kỳ xịn sò luôn nha. Đây là chiếc xe ngày hôm nay mình sẽ đi chơi cùng với bạn mình và mình đã nhờ ông ngoại dắt xe của mình ra các bạn ạ. À. Tại vì các bạn biết sao không? Tại mình lười á các bạn, mặc đồ vô nặng vãi chuối ra nên mình đã nhờ ông ngoại của mình dắt hộ. Đây là lúc mà mình đã tới nhà của bạn mình rồi đó, nó chạy ra với cái nụ cười siêu tươi luôn. Trời nắng bây giờ là 12 giờ trưa nha các bạn. Đó nên tụi mình hết xăng là tụi mình phải đi đổ xăng các bạn ạ. À. Trông nó mệt mỏi thực sự luôn, đáng nghèo mà còn phải đổ xăng nữa. Sau khi đổ xăng xong tụi mình đã quyết định lên đường đi thôi. Đó trời ơi, hai đứa bịt kính mặc như y chang không khác gì ninja. Trời ơi, con bạn mình thì bịt hai cái khẩu trang nó sợ nắng cực kỳ luôn. Trời, tụi tôi đi mà tụi tôi còn phải thả tóc các bạn. Đó, đây là cái đường lúc mà tụi mình thường hay đi lên đi chơi mà đi chụp hình đó. Đây là cái cung đường Bến Tre nha mọi người. Đây, đây là con bạn tôi, nó quay cho tôi lúc mà tôi đang chạy xe nè. Ôi giời ơi, nó bắt nét tôi mấy ông ơi, nó không bắt nét cái đường đi. À, tụi mình đã đi xem một hồi đi, tụi mình đã tới được quán cơm. Hai tụi mình nhìn như kiểu cặp đôi các bạn thấy không? A few inches later. Sau khi mà ăn cơm xong thì tụi mình đã quyết định là đi uống cà phê. Đó, tụi mình đã tìm được một cái địa điểm quán cà phê có view xịn sò luôn đó các bạn thấy không? Tụi tôi vào đây để chụp hình các bạn à. Mẫu chụp thì sẽ là bạn của tôi nha các bạn đó. Nên là tụi tôi đã chọn cái bàn này rồi, xịn luôn. Trời ơi, cái view thế này là quá đỉnh rồi các bạn. Đây, tôi sẽ cho mọi người xem cái khúc này nè, tôi quay đúng hài luôn. Kiểu tôi khoe mấy ảnh mà tôi làm bắt chước theo kiểu chuyên nghiệp giống trên TikTok bên Trung Quốc người ta hay làm mấy bạn. Sau khi xong phần lắp máy ảnh thì bây giờ tôi phải đợi con bạn tôi nó make up tươm tất lại cái mặt một tí đấy, dặm dặm lại một tí để có thể chụp hình nha mấy bạn, làm người mẫu các bạn nè. À. Đây là lúc mà mình thực hành các bạn ơi, đúng là con người mà người ta học lý thuyết xong người ai cũng thực hành đó. Các bạn thấy người mẫu model của tôi, không phải gọi là model không ta, đó đang tạo dáng kiểu các thứ để mình chụp hình nha các bạn đấy. Lâu lâu nghiệp dư một tí tập chụp hình một tí các bạn nè. À. Sau khi mà nãy giờ mà ngồi chụp một góc xong á thì tụi mình hơi mệt một tí nên mình đã uống hết một ly trà sữa. Mà người ta nói đó, trà sữa ở đây kiểu mà siêu ngon với bạn, phải nói là cực kỳ ngon. Đây là mấy cái đồ dùng mà mình đem đi ngày hôm nay, đem quá trời đem luôn. Đó, đây là cái background ở ngoài cả quán cà phê này, siêu đẹp luôn mấy ông, siêu sang xịn mịn luôn. Đây mình sẽ đi vòng quanh cái quán cà phê này cho các bạn xem. Thì ta là tụi mình ngồi ở trong cho nó mát các bạn. Đó chứ ở ngoài tụi mình cũng đã tính ngồi rồi. Tại vì ở ngoài view nó cũng rất là đẹp. Nhưng mà có cái là hơi nắng các bạn. Nắng bây giờ mình đang ở đây là tầm 12 giờ trưa các bạn ạ. Phải nói là nắng mà cực kỳ nắng luôn. Và nó là siêu nắng luôn các bạn. Lần đầu tiên mà tôi cảm thấy là cực kỳ nắng luôn đó. Hôm nay mình mặc bộ đồ gì trông manly thật sự nhưng mà nó đẹp. Cái áo nhìn là biết của local brand và cái quần cũng vậy. Ha, không có quần mẹ tôi mua các bạn đó. Ngồi xuống cái ghế cho nóng đít chơi. Sau một hồi ngồi quán cà phê, tụi mình đã chụp xong một cái view bên một cái quán này rồi. Bây giờ tụi mình sẽ quyết định xuất phát và đi tiếp một cái quán khác nha mấy bạn ơi. Đó, hôm nay là một ngày đi chụp hình của mình và mình sẽ đi chụp rất là nhiều quán cà phê. Bây giờ là bạn mình sẽ quay cho mình cái khúc mà mình mặc đồ vô. Tôi nói là đúng là kiểu hợ chụp ảnh pha ke các bạn ơi. Đó, đeo cái găng tay trong BD hái phải chuối nha. Khúc này là tôi với bạn tôi là chạy đi tìm quán cà phê mấy bạn à, tìm hoài không thấy. Bây giờ mới tìm thấy
đây là cái quán cà phê thứ hai tụi mình sẽ đi. Quán cà phê này có tên là quán cà phê Nam Kỳ nha các bạn. Ở quán cà phê này cực kỳ là vintage luôn. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi vào quán cà phê ngày hôm nay đó. Nhìn hai chiếc xe là các bạn cũng đủ thấy là quán cà phê nó vintage cỡ nào. Ở ngoài thì có cái cây nè. Ôi giời ơi, quán đỉnh thật sự. Ôi có mấy chị xinh đẹp kìa. Chân trắng thế, đéo có nốt mũi đốt luôn. Ôi, tao phải nói là cái quán này nó đỉnh thật sự luôn các bạn à. Đây, tụi mình đã chọn được cái chỗ ngồi ngày hôm nay trong quán này của tụi mình. Rồi là cái quán thứ hai, tụi mình sẽ chụp ảnh ở đây nha. Con bạn tôi nó vừa hai một cái bộ đồ trong người lớn cực kỳ luôn mấy bạn à. Đây, kiểu cái quán này là chúng ta phải kiểu đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên các bạn à. Đây, tôi chỉ ngồi im ru và tôi ngồi tôi chụp hình cho bạn tôi thôi. Đó, các bạn thấy bạn tôi không? Xinh cực kỳ luôn, chưa bồ nha. Đó, hôm đây là bây giờ mình đang là kiểu trang trí thêm những cái phụ kiện cho con bạn mình đeo hộ cho nó, để có hiểu kiểu là phù hợp với một cái cảnh set ngày hôm nay, cảnh set chụp ảnh ở quán vintage như thế này các bạn á. Trời ơi, ở quán này tôi phát hiện là quá trời mấy cái kiểu mấy cái món ăn mà hồi xưa, hồi tuổi thơ các bạn. Kẹo xí muội nè, rồi bánh mì mèo này, kiểu đủ thứ. Ui, đỉnh thực sự. A few moments later. Đây, sau khi mà tụi mình đã xong cái quán thứ hai và chụp tất cả những cảnh set ở quán thứ hai á, tụi mình đã qua cái quán thứ ba rồi các bạn. Đó, ngồi ở đây thì phải nói chi là tuyệt vời luôn. Cái quán này rất là đông luôn mấy ông, ngồi đợi gần chết mới có đồ ăn đồ uống đó. Nhưng mà quán lại có rất là nhiều cái view cực kỳ đẹp. Đây, mình sẽ quay ở phía sau quán và mình cho các bạn xem nè. Đó, quá trời xịn sò luôn. Ôi, có cái anh nhân viên nhìn mình kìa, ngại vãi chuối ra luôn. Đây là bạn mình nè. Mình không hiểu sao mình với con bạn mình lại quay cái cảnh ngồi đập cái ống hút như này các bạn à. Trông nó có khác nào hiểu năng à. Đây là cái khúc mà mình vừa hai đồ xong đó, mặc đồ này cho nó mát. Mấy bạn đi ra ngoài chụp hình thì các bạn thấy có mấy bộ, tại vì mình quên đem đồ các bạn. Mình chỉ biết là mình tưởng là hôm nay chỉ có bạn mình chụp chứ mình không có chụp mấy bạn à, khổ vãi chuối. Đây là cái đoạn mà mình với mà mình tác nghiệp cùng với người bạn của mình đó. Các bạn thấy cái view chụp hình đây xuất sắc luôn. Đó, hôm nay dành cho tôi mà tôi có bồ mà tôi đi hẹn hò là siêu đỉnh. Ơ kìa. Nào quên, tôi có bồ mà, nhưng mà tôi đi với bạn tôi. Đó, ở đây chụp hình kiểu xuất sắc con đà điểu luôn các bạn ơi. Rất là thích hợp cho rất là nhiều cặp đôi. Đây, sau khi mà tụi mình đã chụp xong cái background đằng sau, cái view đằng sau, thì tụi mình sẽ đi tìm một cái view khác để chụp nha các bạn. Cái này là tụi tôi không biết tại sao tụi tôi lại quay đấy các bạn, tại vì có một cái bản nhạc khá hay á. Các bạn cái bản nhạc mà kiểu khá hay nên tụi mình kiểu bị hát theo cho vui vui vậy các bạn, trông hiểu năng vãi chuối luôn ấy. Trong khi mà tôi đã chụp cho bạn tôi một bộ ảnh xong thì bây giờ tới lượt tôi chụp cái bộ ảnh này. Những bạn nào mà có follow Facebook tôi thì chắc cũng biết là cái đồ mình đang mặc thì liên quan tới bộ ảnh nào mình đã đăng lên Facebook. Mấy bạn nào biết thì hãy comment ở dưới nha. Bây giờ là tới tôi kiểu tôi chụp ảnh, các bạn thấy tôi lồn không? Lùng vãi chuối, mình không hiểu sao mình lại lùng cực kỳ luôn mấy bạn. Đó, bây giờ là bạn tôi đang kiểu mà chụp ảnh cho tôi nè, kiểu đang ngồi đây mà kiểu chụp ảnh cho tôi nè, các bạn thấy không? Nhìn tôi trông kiểu bị hiểu năng mấy bạn, nhìn trông kiểu như một hiểu năng và lùng vãi nồi các bạn à. Thật là khổ quá, một đứa lùng như tôi cùng bạn tôi nó cao 1m7 mà tôi cao có 1m5. Đây, và bạn tôi đã hai một cái bộ đồ mới để chụp, thì tôi sẽ đi tiếp là tục là đi chụp một cái chỗ khác nha các bạn. Đó, nó mượn dài của tôi nó mang mấy bạn ơi, trông nó kiểu mệt mỏi đôi dài của tôi mấy trăm ngàn đó. Ây da, tôi cũng đã hai một bộ đồ mới để đi chụp hình một cảnh set mới ở chỗ khác rồi các bạn ơi. Đó, tôi khiêng đồ quá trời đồ luôn các bạn. Trời ơi, tao nói đúng khổ luôn á. Mình đã lấy một đôi giày cũ và con bạn mình thì lại mang đôi giày của mình. Đây là nước uống mà tụi mình đã kêu ở cái quán này. Cái quán này có tên là Xíu nha các bạn. Nó tên Xíu nhưng mà nó không có nhỏ xíu đâu nha các bạn. À, đây là cái khúc đường mà tụi tôi sẽ đi lại chỗ đó chụp hình ngày hôm nay. Đây là cái chỗ đường ngay bên bờ hồ của Bến Tre nha mọi người. Đó, ta nói nó cực kỳ xuất sắc luôn, Bến Tre đẹp như cái gì luôn. Đây là hai đứa hiểu năng ngồi quay như không biết làm gì luôn mấy bạn, trông hiểu năng vãi cả chuối ra luôn á. Đây, sau một hồi mà nãy giờ tìm kiếm á, thì tụi mình đã chọn được một cái địa điểm là ngay cái khúc mà nhiều người thường hay câu cá đó các bạn ơi. Đó, tụi mình sẽ chụp hình ở đây nha mọi người ơi.
Và mình vẫn chưa hai đồ, mình vẫn còn đổi nó bảo hiểm. Mà con bạn mình đây, mình đang đợi con bạn mình sẽ sửa soạn một tí. Mình vừa phát hiện được một ông chú mà chở con chó trong cứ te vãi. Ok là bây giờ tụi mình sẽ xuất phát đi tới nơi chụp hình các bạn ơi. Đó coi con bạn tôi nó bị hiểu năng nó nhảy kìa. Còn tôi thì xấu xí như cái gì vậy. Ngồi quay quay chụp hình một tí thì tôi phát hiện có một cặp đôi đang ngồi đàn kiểu kiểu yêu nhau các bạn thấy không. Ngồi anh đàn em hát đó. Tụi tôi đã chụp hình xong một bộ ảnh rồi các bạn ơi. Bây giờ là tôi kiểu tôi bị hiểu năng hay gì tôi không biết nữa. Tôi kêu bạn tôi quay cái khúc mà tôi ngồi tôi chơi cái này nè các bạn. Trông nhìn trông có chán đời không. Mấy đứa con nít ở ngoài nhìn vô tưởng ui bà này bị điên à. Trông kiểu yêu đời vãi cả nồi luôn các bạn ạ. Thì ở đây thì các bạn thấy không, xung quanh cảnh đẹp phúc hồn và con bạn tôi thì nhìn như cá la hán vậy. Sau khi loay hoay chụp hình xong thì tụi mình đi dạo và đi chụp ảnh trời một tí các bạn à. Đó, mình thì đang ngồi ngắm mấy chú câu cá ở đây. Mấy chú bảo mấy chú đã câu từ rất là lâu rồi đây. Bây giờ tụi mình sẽ đi về các bạn ơi. Đã xong nhiệm vụ chụp ảnh loẹt loẹt hết rồi. Bây giờ chỉ đợi up Facebook thôi. Bây giờ tụi mình đi về đây. Phút này là đang đi giữa trường trên cầu các bạn. Thì tụi tôi thấy một cái hoàng hôn quá chi là xuất sắc luôn mẹ ơi. Đó, tôi đã dừng lại chụp hình và chạy xe. Nói chứ dừng giữa đường người ta công an đi ngang, người ta công an thấy công an bắt của hai đứa luôn đấy, chết đấy, không được đâu. Đi thì đi lúc mình tụi mình về lúc chiều thì bây giờ trời đã gần tối rồi, tụi mình đi giờ về nhà mất một tiếng các bạn à. Đó, bây giờ tụi mình đã về tới được ngay chỗ thị trấn của tụi mình rồi. Và tụi mình phát hiện là có một em bé kiểu đội cái nón bảo hiểm, đội như không đội các bạn thấy không? Trong đỉnh vãi. Đi giữa đường thì tụi mình cảm thấy đói bụng quá nên đã quyết định là sẽ đi ăn xong rồi mới đi về các bạn à. Nên tụi mình đã chọn cái quán cá lóc nướng. Mình thì là mình là một con người Bến Tre nhưng mình lại sống ở thị trấn Ba Tri các bạn đó. Hôm nay mình sẽ ăn ở quán Phúc Vi. Đây là những cái menu quán đó, các bạn có thấy cái địa chỉ không, cái số điện thoại được ai điện nha mấy ba. Ok. Tụi mình nghèo, tụi mình chỉ kêu một phần cá lóc nướng thôi các bạn ơi. Một phép ít thôi. Hai đứa ăn chung một con cá. Đó, quán bây giờ là tụi mình ăn lúc 7-8 giờ tối nha mấy bạn. Ây da, cá ra. À không, rau ra chứ cá chưa ra. Đó, nhìn nó có đã mắt không. Trời, chứ bây giờ cái clip thì tôi quay lâu lắm rồi mà bây giờ tôi ngồi tôi làm lại mà tôi xem mà tôi hèm luôn mấy bạn. Dịch bây giờ ghê quá mấy bạn à. Trời ơi cá kìa, ngon vãi chưởng luôn. One eternity later. Sau một hồi ngồi ăn thì tụi mình ăn hết mẹ nguyên con cá rồi các bạn. Nhìn con cá bây giờ thành cá lóc tan nát giống như cái video đó mình làm cá lóc nướng. Nhưng mà cá này ngon hơn cá trước mình làm ăn dữ ẹt rồi mấy bạn à. Ăn xong cá lóc nướng thì tụi mình đi mua trà sữa uống cho nó ngon mấy bông ơi. Đây bạn tôi, bây giờ tôi đang đợi bạn tôi mua nữa không thấy không. Đó, bạn tôi đang đứng mua trà sữa ở ngay bên quán ốc hải sản bờ hồ. Thì trà sữa thì sao trông nó rứng, nó có hiểu năng mấy bạn. Đó, tôi đợi nó mua trà sữa các bạn. Quán trà sữa đây đúng ngon luôn ấy. Omae wa mou